Nhìn cái bữa ăn này chắc chắn là không thể nuốt được, bởi vì không có cái gì ngoài những cái hạt cơm với cả nước luộc rau thôi. Người mẹ bỏ đi từ lúc con còn mới được 2 tháng tuổi thôi. Và cuộc sống của hai bố con thì rất là chật vật, nhà không có gì cả. Để có được bữa ăn thì thậm chí là phải đi cắt cỏ, sau đó là mang đến đổi ngô ăn. Và nếu sẽ hai nữa mà hai chị cha con cháu à, thích tự xúc à, bây giờ biết tự xúc rồi cơ à, mình gì nữa đâu có thể tái thổi đi không nóng đấy, có chua cho có chiên chiên thì mà đau không nhiều, thích tự xúc ăn thôi. Ok. Xin chào quý cô anh chị và tất cả mọi người, tiếp tục quay trở lại với anh em Tam Giác Mạch. Hôm nay thì Tam Giác Mạch đặt chân đến một cái vùng đất rất là mới. Đây là cái địa bàn mà Tam Giác Mạch chưa bao giờ có một cái thước phim nào đó cả. Và hôm nay thì được sự giới thiệu cũng như là đồng hành với em Súng Hà Giang, thì Tam Giác Mạch sẽ tiếp tục chia sẻ tới quý cô anh chị và tất cả khán giả, đặc biệt là các nhà hảo tâm, một hoàn cảnh là gà trống nuôi con thì thực tế như thế nào thì chúng ta sẽ phải đến nơi để biết. Nhưng mà tuy nhiên sơ qua thì là người mẹ bỏ đi từ lúc con còn mới được 2 tháng tuổi thôi. Và cuộc sống của hai bố con thì rất là chật vật, nhà không có gì cả. Để có được bữa ăn thì thậm chí là phải đi cắt cỏ, sau đó là mang đến đổi ngô ăn. Và trong hoàn cảnh là bỏ đi từ lúc 2 tháng thì cũng hết sức là khó khăn rồi. Thì cụ thể như nào thì mời tất cả mọi người theo chân hai anh em mình để vào đây chia sẻ cũng như là tìm hiểu xem như thế nào mọi người nhé. Và tất cả những cái sự hỗ trợ ủng hộ thì anh em mình cũng sẽ ghi nhận và sẽ trao tới tận tay cho gia đình. Bây giờ thì mời tất cả mọi người tiếp tục theo dõi hành trình. Đây là thuộc thôn gì đấy em hỏi nhé? Thôn Mèo Vống. Mèo Vống đúng không? Vâng, xã Lũng Trinh. Mèo Vống, xã Lũng Trinh, huyện Mèo Vạc. Anh này là có biết nói tiếng Kinh không? Không biết đâu. Không biết? Không biết luôn. Là không được đi học đúng không? Vâng. Bao nhiêu tuổi rồi? Theo như giới thiệu tôi nọ bảo là 28 tuổi nhưng mà 28 là sinh năm 93. Vâng. 94, 93 gì đấy đúng không? Người cũng là già già ấy. Vất vả thì già thôi. Đấy vâng, là đương nhiên. Trước được. Cũng đi làm ở dưới Hà Giang nhưng mà đi làm công trình các thứ thôi. Đi làm phụ thì cũng đi... không biết nó thì cũng chỉ đi làm phụ thôi. Nói chung là đi kiếm tiền bằng sức lao động đúng không? Vâng. Đi làm về thì vợ mới bỏ. Do là nghèo quá nên vợ bỏ đúng không? Hay đúng là rồi. Do nghèo quá không có cái gì rồi thì vợ bỏ thôi. Không chịu rồi thì bỏ. Thế là còn bố mẹ chứ? Có hai à có một đứa em trai và cũng có bố mẹ ở dưới này, nhà ở dưới này rồi. Thế là ở riêng đúng không? Vâng, ở riêng thôi. Hôm nay thì đường hôm qua có mưa, đâm ra là anh em mình không thể đi xe lên trên này được. Và tiếp tục cái câu chuyện đấy, để mà nói về cái cảnh gà trống nuôi con ở trên này thì rất là nhiều. Em chào anh. À đấy. Anh này luôn à? Vâng. Nhất cháy nào? Đó. Lấy rau nọ là? Lý không? Để mà đi vào nhà của anh này thì sẽ phải đi qua một nhà của một người khác ở đây đúng không? Vâng, nhà sau bên kia. Bên kia nữa? Ở nhà đối diện cái chủ bò luôn. Thì nó là hứa chị à? Hả? Con à? Xá mà. Xá? Lầu mì xá. Lầu mì xá à? Ai già? Ly mì xá. Lầu mì xá và ly mì xính. Cái nhà này đúng không? Đúng rồi. Ôi dồi ôi. Bò này của ai đấy? Thế là bò ở này là của nhà bên cạnh nhà hết. Ủa thế ở ngay chuồng lợn với chuồng bò người ta luôn à? Đúng rồi. Căng quá nhỉ. Ôi dồi ôi. Đi. Em vào nhá. Ai đây? Đây là đứa em ở dưới nhà. Em ở nhà dưới này à? Lên đây hộ trông à hay như nào? Em bé này là được 1 tuổi rồi à? Đúng. Em đưa sữa cho bé đi. Anh em mình đã đến nhà rồi. Như mọi người thấy thì bưng bằng tre như thế này thôi. Và
không có gì cả. Cái giường này thì là tự tự làm hết thôi. Tí lắm một cho xuống á. Bây giờ ít là. Ồ. Đây anh đang chuẩn bị làm nấu cơm bữa trưa. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem cái bữa trưa của anh đấy nhá. Trước khi tìm hiểu thì anh em mình cũng sẽ chia sẻ qua một chút đã. Ở đây là có nước dùng thoải mái không? Nước thì lấy ở nhà ở dưới này, nhà cảnh dưới này thì lấy nước ngồi cho thuê về. Anh rửa một nước nữa nhé, một nước thì nhìn nó chưa được sạch ấy. Thì các bác cháu đi đó này. Em xin phép xem nhá, anh ăn ngô hay là ăn mèn mén nhá. Đây vẫn có cơm này. Cơm đấy là trước em mua là thay bao gạo về bây giờ có cái trứng này. À trước là em đã từng vào đây chia sẻ rồi đúng không? Có một cái này. Là được sự hỗ trợ của ai đây? Của cô Mai Đỗ Mai Đỗ đúng không? Vâng. Là bao nhiêu tiền? À cũng chỉ là mua gạo thôi, được mua gạo thôi. Mua một ít gạo vào thôi đúng không? Đây là cái mua mà đi đậu về đấy. À. Đây là đứa em gái nhà dưới đúng không? Đứa cháu à? Là lên hộ trông à? Tên là mua tiêu à chứ mua? Mua đấy mà mềm mềm chứ mà. Cho tao à... Cho tao ăn cháy ốp bó nông tê. Ốp bó nông là? Ờ. Lý sư là? Ờ. Ồ. Mẹ thế mình nhỏ mẹ chè chứ mua hình rồi mình nhỏ lấy chè nhìn nhau chê thế chỉ cô ấy à. Ờ. Tức nghĩa đây anh bảo là nhà là có hai giống, hai cân giống nhỉ? Tầm là hai bao giống. Sau đó là con nhỏ nữa nên là cũng không làm được gì, cũng không làm được gì nhiều. Vào nhà thì không thấy tí ngô nào luôn. Có cứ nhá cơ từ à? Hả? À từng đấy thôi à? Có cứ mua lý sư là tí lọc. À xung đi cái tí tế à. À, tự nhiên năm nay là vợ bỏ đi là không làm nương nữa. Chị ua mà chú á chỉ nọ à? Nó tôi cứ. Pu han tàu mà nó han tàu sư. Giờ giờ. Ờ, là pu mà má. Ờ. Thế là vợ mới bỏ đi à? Tự nhiên từ từ. Cái đó này thế à? Mấy chục năm. Hơn một năm rồi. Hơn một năm là bây giờ vợ bỏ đi. Ờ. Tự nhiên là bây giờ còn từng này này, cái buồn ngô. Đấy là cái mà đáng nghiệp xong rồi. Có cái hạt mà đi đổ về là khỏi chỗ này. Cái này là đổi á hay là như thế nào? Cái này là đi cắt cọ cho cái nhà cạnh dưới này sang này. Nhà cạnh dưới này cho. À, nhà này dưới này thì có nhiều bò. Vâng. Nên là người làm không xỉa thì sẽ thuê anh này đi cắt cỏ về. Vâng. Sau đó là sẽ cho một cái... một bó cỏ là được bao nhiêu ngô? Chắc là 2-3 lần muốn được cái này thôi. À. 2-3 lần muốn được cái này thôi. Tí lẩu. Cho nên bác cử là tên là mùa này rau pu la là pu bác cử là cái đầu chi mua thì là hà to luôn đó là cái cổ máy khô lớn nó ờ đó là quý khô là lớn nó ờ là như nào nhỉ là đi có lúc là nhà dưới này không làm được thì đi cũng đi giúp nhiều lần đấy thì họ cho ngô ờ thì cũng nhà dưới này cũng được nhiều ngô thì cho một ít về ăn. Ồ. Bố mẹ là có điều kiện hay không tin là? Hả? Thì nỉa nhó tám á? Nhó mà. Nhó mà tôi nỉa muốn chỉ mua thế rồi chỉ tàu mình rồi rồi chỉ tàu mình ngồi thế mà chỉ tàu. Ồ. Rồi. Tôi chỉ tôi nỉa một cho xong đấy. Tôi chỉ tao đầu tao xong. Hơn 60 rồi nhỉ? Thì lâu chỉ tao mua gần ta là? Hả? Chỉ tao mua gần ta là? À. Ây da. Tu nia khẽ mu ka tư pa va. Pa nia. Ừ. Mu da no va. Ka tư. No va. Mi va. Ờ. Ni nia han han ta sung á. Hai tu mi nhỏ ni tu nia. Ừ. Cầu gì xong à? Cầu gì là 18 rồi à? 18. Mua cầu gì xong rất là. Ờ. Ây da. Thế thì là sai lầm của anh này là lấy vợ trẻ trong khi mình nghèo khó. Thì tâm lý của người vợ là khó khăn là người ta sẽ bỏ đi. Cũng rất dễ hiểu thôi. Bao nhiêu? Tu bao nhiêu? Tao mua gần tao mà.
tôi có nhiệt tao mà. Vâng, em xin. Tôi miễn tu mà tàu on on lì mà à, on lì tàu tôi nhảy khe mù tức nghĩa là vợ bỏ đi không bảo luôn, để con ở nhà thôi. Lúc đấy là anh ở với bố mẹ hay là ở đây rồi? Lúc đấy vẫn ở với bố mẹ à? Là cứ bỏ con như thế là đi thôi, xong là con được mấy tháng là anh ra ở riêng. Vợ bỏ đi cái là anh ra ở riêng luôn à? Tức là làm xong nhà rồi, sau làm anh muốn đi xuống dưới làm sơ làm đấy. Thì vợ cũng bỏ đi không nó gì nữa, sau là bỏ đưa con đi dưới ông bà ngoại, ông bà nội. Xong là bỏ đi luôn. Xong là bỏ đi luôn thì anh mới về nhà. Theo như tìm hiểu thì là anh em mình có nắm được là anh trước khi mà vợ còn chưa bỏ đi ấy, thì là gia đình là đi vay mượn 10 triệu về để làm một căn nhà gỗ như thế này. Cái gỗ bằng gỗ thông rồi là lợp bờ lô. Đang lấy sữa, lấy kẹo đi, xuống lấy kẹo cho cháu. Vay 10 triệu về để làm cái nhà như này, bưng tạm bợ như này. Xong là làm xong nhà rồi thì anh mới đi xuống dưới Lạng Sơn à? Là đi làm thuê. Bởi vì là anh cũng không biết nói tiếng Kinh, thì chỉ đi làm bốc vác rồi đi làm công việc chân tay, phụ hồ vân vân thôi. Thì vợ ở nhà có lẽ là không chịu được cảnh khổ, thì đem con xuống chỗ ông bà nội ấy. Sau đó là bỏ đi luôn, cũng không nói lời nào. Thì khi mà biết vợ bỏ đi rồi thì mới gọi điện, bố mẹ mới gọi điện cho anh gì nhỉ? Xá này. Sau đó là anh mới về và chăm con và ở với con. Đến thời điểm hiện tại thì con đã được hơn 1 tuổi rồi. Bây giờ là cũng biết đi rồi chứ đúng không? Tập tễnh biết đi chứ nhỉ? Biết đi rồi. Tầm này. Đấy. Và hôm nay anh em mình vào thì rất là tình cờ và cũng may mắn là được gặp đúng một cái bữa cơm của hai bố con. Thì anh em mình sẽ chia sẻ trọn vẹn. Còn để mà nói những cái mà nó rất là bất cập là gì? Khi mà anh Trọng đứng ra đây này thì sẽ thấy là nhà là ở đối diện ngay với chuồng bò luôn. Anh em mình sẽ mở rộng cửa một tí. Đấy. Tức nghĩa là mở cửa ra là đã gặp phân bò rồi. Nếu mà không muốn nói là cứt bò. Bên này là chuồng lợn, cũng là phân lợn nốt. Tức nghĩa là hai bố con sống trong cái cảnh là 24/24 là người phân bò với phân lợn. Một cuộc sống rất là phải nói là khắc nghiệt đấy. Căn nhà thì như anh em mình đứng ở đây thì nhìn thấy hết bên ngoài. Gió thổi lồng lộng. Và hầu như là nó đỡ hơn ở mọi người về cái không gian và cái khung cứng chắc chắn hơn. Bởi vì mới làm nó là như vậy. Còn về sự thiếu thốn của bạn nhỏ này. Tony Huli chá? Mình à? Lầu Mí Mình à? Là một bạn một bé trai rất là kháu khỉnh. Tuy nhiên thì cũng không hiểu được cái tình mẫu tử như thế nào mà người mẹ lại bỏ đứa con như thế này đi. Rất nhiều người muốn có con không có được, mà người có được thì lại không trân trọng và bỏ đi như thế này. Từ lúc vợ đi là có liên lạc với anh không? Bạt vô âm tín luôn à? Tu bao nhiêu là nhóc cái từ đó? Nhóc cũng ba. Cả bằng. Yêu thì đó. Có ba à? Có ba rồi. Anh là đi tán hay là như nào mà quen như nào mà lấy được về? Có mua do lò. Giá bao đây luôn. Với số báo à. Tụi bọn nhà chị tao mua cả tao mà. Mua. Nhớ thì tụi nhà tôi chỉ mua cả tao. Học đến lớp 6. Được đi học đến lớp 6 mà vẫn còn có cái tư tưởng như thế này thì rất là khó nói. Hoàn cảnh thì hai bố con hiện tại là không có một cái gì. Gà qué không có. Ruộng nương thì có tầm 22 cân giống thôi. Thì bây giờ trong năm nay như khi nãy anh Xá có nói đấy là vợ bỏ đi nên là chăm con ấy không làm được. Bây giờ hiện tại là cái lương thực chủ yếu là ăn xin. Tự
ty là đi xin từ cậu em trai, hết thì lại xuống đấy xin để ăn. Thứ hai là có những ngày mà gia đình ở bên cạnh này này chăm không được đàn bò này, tức nghĩa lấy cỏ không kịp ấy, thì sẽ nhờ anh này đi và sẽ đổi lại một ít cỏ đấy, đổi cỏ để lấy một ít ngô về ăn và duy trì sự sống của hai bố con như thế này. Nước thì cũng xuống dưới đấy lấy nốt. Tất cả những cái vật dụng mà mọi người thấy ở đây thì đều là những cái mà mới ra nhà riêng để sắm. Và anh Xá không phải là một người lười mọi người nhé, không phải là một người lười, chỉ là không được đi học. Thế nên là anh đi xin việc cũng hơi khó, chủ yếu là đi làm công việc chân tay là chính. Đấy, bây giờ thì lại con bồng con bé như thế này thì chắc chắn là không thể đi làm được, không thể nào mà bỏ bê cho ông bà nội được. Bởi vì ông bà nội là nếu như là chưa tách gia đình thì ông bà nội có thể trông được, còn mình có gia đình riêng rồi thì ông bà sẽ trông với những đứa con của em trai nữa. Em trai cũng có con nữa đúng không? Đâm ra là cũng rất là khó. Một cái nữa là anh em mình cũng vừa nghe chỗ anh Xá tâm sự, đó là bà thì là ốm đúng không? Ốm đau nên là cũng không chăm được. Cả em con của em trai cũng không chăm được. Bố một mình, dưới thì cũng là một mình bố, cũng là trụ cột chính. Bởi vì hai vợ chồng trẻ mới cưới thì cũng không thể nào mà cáng đáng hết được việc gia đình cả. Nên là anh Xá vẫn một mình gà trống nuôi con ngày này qua tháng nọ là như vậy. Thì cũng chỉ hy vọng rằng cái thước phim này lên sóng thì cái người mẹ vô tâm xem được và thấy rằng là cái hành động của mình là đúng hay sai khi mà bỏ con thơ như thế này để đi. Đây là đúng là người mẹ vô tâm bỏ con đi thật đấy. Bởi vì là không ai nỡ từ mặt con lúc còn 2 tháng tuổi, lúc đấy còn đang bú sữa. Hay là anh em hỏi giúp anh một câu là gì, từ khi 2 tháng tuổi trở đi thì bé ăn cái gì, uống cái gì để mà lớn được như ngày hôm nay? Từ mấy nhiêu nhiều không ngót gì này, nên bao giờ chứ? Nên khi mà lấy nên bao giờ chứ? Từ mấy nhiêu? Tao mua rồi lá chè uống mua tao mua rồi tao ấy tay lúc bị té chè ngã chia rồi vô mình như một bố mà. Trước đi là lúc mà vợ bỏ đi thì vẫn anh đi làm về vẫn còn tiền, xong là mua sữa về cho có am ấy. Nên giờ chúng mua chè chè chỉ vô bố món này. Bao lâu rồi là không được uống sữa rồi bạn nhỏ này này? Từ tao đây là chỉ ta hào sữa thôi. Đây là hắn tàu lý. Chắc lý là tàu anh ấy chỉ tàu mình nó kìa mấy tàu tư ở mức tàu giá lúc tư tê chỉ tàu mình nhu nó à. 7 tháng chưa được uống sữa. Ôi giời, tôi nghĩ là bây giờ là hơn 1 tuổi thì mình cứ tính là hơn 2 tháng đầu thì vẫn được uống sữa mẹ. Xong là hơn 2 tháng trở đi là bố đi làm thuê về là vẫn có tiền thì vẫn được uống sữa. Tuy nhiên thì uống được khoảng 5 tháng thôi, rồi mình tính là tức nghĩa là uống đến tháng thứ 7 thì là hết tiền. Thì đến thời điểm hiện tại là khoảng 7 tháng rồi, em bé là không được là uống sữa mà chỉ là ăn bột ngô đúng không? Giờ nó bóc cửa sữa gì à? Nó bóc cửa. Nó ý chẳng tiền nào sữa là? Rồi là nấu cháo ăn hay là như nào? Có mỏ măng là bóc mỏng đây à? Thảo ấy chỉ muốn chơi chúng đây chơi qua một món bún trong chơi luôn. Lúc đấy là đam hết tiền rồi thì chị ăn bột ngô nấu cháo ngô ăn. Chưa đủ 1 tuổi mà đã phải ăn bột ngô rồi mọi người ạ. Có lẽ là cái hoàn cảnh của khu vực Tam Giác Mạch sinh sống cũng vậy, với cả quý cô anh chị khán giả thì cũng đều rõ rằng là những bạn nhỏ mà dưới 1 tuổi ấy mà đã phải ăn bột ngô rồi thì đấy là những cái câu chuyện không thể tưởng tượng được, bởi vì nó không có, mà phải đến với những hoàn cảnh thực tế mà anh em đi chia sẻ như thế này thì nó mới có. Còn dưới 1 tuổi thì thường thường là uống sữa mẹ là chính, xong là sữa bột, rồi là lớn hơn nữa là ăn bột ăn dặm thôi. Nhưng mà đối với những cái hoàn cảnh vùng cao để nói riêng ấy, thì những cái sự thiếu thốn nó được lột tả bằng cái cuộc sống của các bạn nhỏ như thế này, thật sự là khó nói. Những thước phim anh em mình chia sẻ lên thì phần nào hy vọng rằng kết nối được các tấm lòng thơm thảo để có thể giúp cháu bé có được hộp sữa, có được hạt gạo. Và chắc chắn rồi, những đứa trẻ mà xuất phát điểm từ những cái sự thiếu thốn này chỉ hy vọng rằng sau này các cháu sẽ thật là giỏi giang, thật là mạnh mẽ để bước vào cuộc sống, vật lộn với cuộc sống. Và gì nữa nhỉ? Bao lâu rồi không được ăn thịt anh? Tao đây chỉ tao
nòng tay rồi. Chế lò vô. Từ trước đến giờ là em bé được ăn thịt bao giờ chưa? Chưa. Thì là? Hả? Để thật từ nếu khi mà lo sợ tan này em chuẩn bị nhiều nên nó tao chờ sáng ngày đến nọ nữa hả? Muốn ăn nọ. Không ăn bữa nào đâu. Ví dụ như anh là bao nhiêu lâu là để ăn một bữa thịt? Một rau. Nhưng là có bữa thì đi xứ ở nhà em trai mua được thì có thể được ăn nhưng mà ở nhà thì không có. Tôi nghĩ là quanh năm suốt tháng là chỉ có rau và rau. Đây, bây giờ là bữa cơm. Đi lọc, cho nên xia lọc. Bây giờ là, đây là đến bữa cơm của anh với đứa con. Ui, nấu bao rau cải mà anh như thế này là hỏng hết rau. Xia lọc. Đấy, em bé là biết đi rồi, đúng không? Mẹ bỏ đi từ khi em mới còn 2 tháng tuổi. Chẳng hiểu luôn. Với tất cả những cái sự hỗ trợ khi mà Tam Giác Mạch lên video này thì quý cô anh chị, các nhà hảo tâm mà có gửi thì Tam Giác Mạch cũng sẽ xin phép đã được chuyển cho em súng Hà Giang để em ấy lên chương trình cũng như là đến với gia đình mua những cái món quà. Bởi vì là em súng thì ở gần hơn. Thứ hai là cũng đã từng đến đây chia sẻ nhiều rồi thì và sẽ tiện lợi hơn trong tất cả công việc. Nên là nếu như mà các nhà hảo tâm có gửi cho Tam Giác Mạch thì Tam Giác Mạch cũng chân thành cảm ơn. Và sau đó là cũng sẽ có video lên sóng để làm sao cùng với súng Hà Giang, hai anh em mình sẽ phối kết hợp để cho cháu có được những cái món quà, nhất là những tấm áo ấm vào mùa đông này. Rồi là cái mong ước lớn hơn là những cái hộp sữa, rồi là gạo để nghiền bột cho cháu ăn để cháu lớn. Khi nào mà cháu lớn hẳn 1-2 tuổi, thậm chí là đi học mẫu giáo rồi, thì lúc đó anh mới có thể là gửi con cho bà để đi làm và kiếm tiền nuôi sống con cũng như là bản thân anh ấy. Rồi sau này sẽ kiếm được tiền về trả nợ cho cái căn nhà đang ở hiện tại. Và chắc chắn rồi, khi mà có điều kiện thì anh có lẽ sẽ đi làm ở một cái khu vực khác, chứ không thể nào mà sống mãi được trước cái hai cái chuồng lợn và chuồng bò như thế này. Thật sự cái cuộc sống như thế là hết sức là không tốt cho sức khỏe một chút nào. Các bác cứ thử tưởng tượng là ngày nào mở mắt cũng đã thấy chuồng bò với chuồng lợn rồi, và phải ngửi cái hoàn cảnh đó trong suốt ngày này qua tháng nọ thì thật sự là rất là khổ và không thể nào tưởng tượng được. Sau này chắc chắn nó sẽ có những căn bệnh liên quan đến hô hấp, liên quan đến phổi, vì là sống trong một cái môi trường rất là khó chịu như thế này. Anh em mình thì cũng quá là quen thuộc với những cái mùi như thế này rồi. Đâm ra là với cái khoảng thời gian ngắn thì em mình vẫn chịu được. Còn nếu mà ngày nào cũng chịu như thế này thì thật sự rất là khó. Thôi mình không phiền hai bố con, hai bố con cứ ăn cơm đi. Xong thì mình sẽ có câu chuyện gì mình sẽ chia sẻ cho các bác cùng nghe tiếp. Về tất cả những cái sự khó khăn thì mọi người cũng thấy rồi. Nhà thì vay tiền để làm. Mẹ thì vợ thì vô tâm bỏ con đi từ lúc 2 tháng tuổi. Anh thì cũng rất là chịu khó đi làm xa để kiếm tiền về nuôi gia đình. Tuy nhiên thì vợ bỏ đi không nói một lời nào cả, để lại đứa con thơ nên anh phải bỏ tất cả để về với con. Và chính vì đứa con nên bây giờ anh mới lâm vào cảnh là không có một cái gì cả. Đến cơm ăn cũng phải đi lấy cỏ đổi từng bữa một. Rồi là đi xin ăn từng bữa một từ người em trai của mình. Mà em trai cũng có hoàn cảnh riêng, có vợ con riêng, còn phải bố mẹ nữa. Đâm ra là rất là khổ. Thì cũng hy vọng rằng các bác có xem được video thì mỗi chúng ta chung tay một chút, người nhiều người ít, mỗi người 120.000 để cháu có được hộp sữa. Bởi vì là từ bé đến giờ, nếu như không có những cái bữa ăn của nhà em chú thì chắc chắn là hai bố con cũng không có được miếng thịt ăn. Thứ hai là bố đi làm về thì có tiền để mà uống sữa, xong thì đến hết tiền là bố không đi làm được nữa thì cũng chỉ ăn cái mẻn mén với rau cải thôi, với rau cỏ xanh thôi mọi người ạ, chứ không có miếng thịt nào, mỡ thậm chí không có, đúng không? Những cái này là trước em xuống mua vào, đúng không? Đấy, là cũng chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm bên kênh của em súng là đã có những cái món quà đến để phần nào đó là cái bữa ăn được cải thiện hơn, có dầu này, có bột canh, có mì chính, nói chung là có gia vị nêm.
Hôm nay anh em mình vào đây thì cũng chẳng mua được gì nhiều, một hai hộp sữa cho các cháu thôi và một ít bánh kẹo thôi, là như vậy. Thì bây giờ có lẽ là anh em mình sẽ chia sẻ cái bữa cơm của hai bố con để cho tất cả các bác cùng xem. Bữa cơm hôm nay thì có gạo nhé mọi người nhé, bởi vì là thông qua kênh của em Súng thì cũng đã kết nối và hỗ trợ được một ít gạo, một hai bao gạo thì đến thời điểm hiện tại là vẫn còn đó. Tuy là no số lần no mà no. No. Để anh cứ ăn đi, anh cứ ăn như bình thường, bởi vì bây giờ là cũng đã là hơn 11 giờ rồi, 12 giờ kém rồi, đâm ra là đúng cái giờ ăn trưa rồi, nên anh em mình cũng sẽ xin phép chia sẻ lại cái bữa cơm. Anh ơi, cái nào rơi xuống đất rồi thì thôi, không nhặt lên nữa, không tí ăn lại cả đất vào thì lại không tốt. Anh đun bếp ở trong nhà này mà có em bé nữa thì anh phải để ý nhá, không là trẻ con nó không biết gì, nó cứ thò tay vào bếp là lại bẩn đấy. Đấy là những cái mà em dặn dò nhé. Anh xá nhé. Từ nay cháu cả có trước thì một chủ thì mi nhau trả tiền này thôi. Cái bát kia là bẩn hay là mốc hay là gì đấy? Cái bát nhựa đấy là. Chúng ta đi đốt, chúng ta đi xuống gì rồi à? Đấy là một cái bữa ăn thực tế nhé. Cái rau này chắc là không có gì vào được bên trong đâu đúng không? Không có. Chỉ có rau cải. Khi nãy anh em mình mới đến ấy, thì mọi người cũng thấy rồi, anh vừa mới đi vặt rau về. Sau đó là về rửa xong rồi cho vào luộc trong cái nước như thế này thôi. Xong là ăn. Rau này cho mình chỉ chay được chó. Có khác gì không? Cho mình mẹ. Này. Đây thử ba hai mình tôi đứng ho ho đấy, lạnh như này thì là phải mặc ấm, không đến lúc là chua này non này từ mi những mấy chuyện câu ấy cho nát bây giờ số số đi. Nhìn bé ăn rất là ngon nha nhỉ. Đúng là thiếu thốn khổ thật. Như các bạn nhỏ mà ở dưới xuôi thì bây giờ chắc là nhìn cái bữa ăn này chắc chắn là không thể nuốt được, bởi vì không có cái gì ngoài những cái hạt cơm với cả cái nước luộc rau thôi. Và bé ăn trông rất là ngon. Nhiều đứa không ăn được như thế này. Thật là hôm qua anh lên nhà thì hai đứa con chỉ cho một bát cơm trắng ra ngồi giữa nhà thôi. Múc ăn đấy, múc để không ăn luôn, thế ăn liên tục luôn. Cứ thế là xúc ăn thôi, ăn rất ngon luôn. Như mình á, băm thịt vào, xong mình cho gia vị này, gia vị kia, vẫn còn chê, vẫn còn khóc. Đó. Chị ta bán nó nhỉ? Chị bố hay chính chả. Thì em phải dặn bố là đi nghiền.
Bác sĩ cho một hơi nóng mua mua dầu đó cho bông được không nào? Trong đây có cho một dầu đó kia. Nó mà thầm mê mê quá thế nó tàu tôi chịu nhiều cái gì rồi mong người dân cua này à. Nếu xí hai nữa mà hai chị cha con cháu à. Thích tự xúc à? Bây giờ biết tự xúc rồi cơ à? Mình gì nữa đâu có chạy tái. Thổi đi không nóng đấy. Có chua cho cả chiều chiều này mà đau hết liền. Thích tự xúc ăn thôi. Ok. Ngoan thật đấy nhỉ? Có mẹ là chị tự làm hết. Đói rồi. Em bảo là bố ấy là đi nghiền cái bột về. Anh bảo là trước nhỏ thì vẫn ăn thế nhưng mà bây giờ lớn rồi thì ăn thì nó cũng thích ăn nhiều quá nó thấy chán. Bây giờ mọc ra rồi thì là thích ăn kiểu này vẫn một số hạt vẫn nhai được mà. Thế nghe con nhận. Thế sai. Nói chuyện. Mưa. Ăn ngon lắm nhỉ. Chuẩn anh coi đấy, nhìn em bé nó kiểu sắp ho rồi đấy. Ho rồi. À, con ăn xong rồi mới đến bố, xong là bố mới bắt đầu là ăn. Bữa nào cũng phải cho con ăn trước. Bây giờ khó nhất là cho em bé đã đúng không? Cái khác thì chắc là chưa mong đâu. Đúng rồi. Bởi vì là con lớn thì chắc chắn anh sẽ tự đi làm kiếm tiền được và sẽ tự trang trải được cuộc sống. Đúng rồi. Nên là những cái thước phim mà anh em mình chia sẻ lên ấy thì rất muốn là nhận được những cái hộp sữa hoặc là những thùng quần áo mùa đông dành cho em bé này là bé trai hơn 1 tuổi rồi mọi người ạ. Nên là các bác mà có những cái quần áo mà nó các cháu nó lớn rồi mà vẫn còn mới vẫn dùng được thì có thể là giặt rũ xong gửi lên Tam Giác Mạch để Tam Giác Mạch có thể mang đến cho cháu. Bởi vì mùa đông rồi bây giờ bố không đi làm được thì chắc chắn là sẽ không thể có tiền mua quần áo cho cháu vào mùa đông này được, và đến Tết thậm chí là Tết cũng không có tiền để mà mua áo mới cho cháu. Hay sai. Ôi đái rồi. Chắc là chưa bao giờ được dùng bỉm đâu nhỉ? Từ nay sao chị ta nắp bị kéo rồi? Chị na. Chị. Từ lúc mà đẻ ra giờ chưa có biết mặt cái bỉm là như thế nào luôn. Chị là còn không biết bỉm là cái gì nữa. Đúng rồi. Đúng là thiếu thốn tình thương của mẹ thì đúng rồi. Anh. Khó nói thật đấy. Nên là các bác mà có gửi bỉm thì Tao Giác Mạch cũng nhận nốt quần áo ấm này, bỉm này, rồi là sữa này. Chị tâm hạ. Để cho cháu được, ít nhất là được tiếp xúc và được dùng để không thiệt thòi. Vì cái tuổi đang phát triển như thế này mà bị suy dinh dưỡng thì sau này sẽ bị còi cọc và chậm hơn các bạn rất là nhiều. Đây là một hoàn cảnh rất là mới, anh em mình đến chia sẻ ở một cái vùng đất rất là mới, rất là xa. Từ chỗ anh em mình lên đến đây thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 40 cây. Từ Yên Minh anh lên là tầm 40 cây nhỉ? Yên Minh đến Cầu Rẽ 15 rồi. Thì là từ cái nhà phòng xuống dưới Yên Minh là 24 rồi. Thì nó rơi vào 40 cây. Từ cái cây đấy vào trong này. Đúng rồi, gần 40 cây. 40 cây số. Rồi, rất là ngoan, ăn rất là ngon luôn. Hay mà. Hay nè, ngon nè. Cái đường mình dùng nên chơi hóng công này vậy đấy. Cái nồng nước ba này tớ chỉ muốn muộn trừ thôi nè. Như là nó đào kho con đường đấy. Ờ, như kiểu bị sắp bị hen đấy. Ờ. Nó khò ấy. Đúng. Như mèo ấy. Hay mà mua. Nước nồng này cho mình dùng đi cho nát khắp nhật số sơ.